nhằm trao đổi và thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương về thương mại và đầu tư giữa chính phủ cũng như doanh nghiệp hai bên. Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra diễn đàn trực tuyến giới thiệu về EVFTA, thu hút đầu tư và phát triển cơ hội kinh doanh Việt Nam Hà Lan. Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Hiệp hội Giới chủ Hà Lan, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, bà Esper Ekerman, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam, Phòng Thương mại Hà Lan Việt Nam và đại diện hơn 100 doanh nghiệp Hà Lan tại diễn đàn thứ trưởng bộ công thương việt nam hoàng quốc vượng đánh giá cao mối quan hệ đầu tư thương mại giữa việt nam và hà lan đồng thời định hướng một số giải pháp để các doanh nghiệp đôi bên tăng cường phát triển quan hệ thương mại và đầu tư thông qua việc tận dụng lợi thế của evfta về phía hà lan luật sư jordreken peters chủ tịch phòng thương mại hà lan việt nam nvcc đã giới thiệu về evfta các ngành hàng hưởng lợi từ cắt giảm thuế nhập khẩu và tác động đến xuất khẩu từ việt nam vào eu nói chung hà lan nói riêng và ngược lại phiên thảo luận tại diễn đàn đã diễn ra sôi nổi hữu ích xoay quanh những vấn đề mà doanh nghiệp hà lan quan tâm khi mở rộng kinh doanh đầu tư tại việt nam như các lợi ích từ evfta các thách thức đối với doanh nghiệp hà lan khi đầu tư ở việt nam những hỗ trợ tích cực của bộ công thương đối với cộng đồng doanh nghiệp hà lan khi tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại việt nam